đúng rồi, đúng thua rồi, sao lại thua rồi? Đánh bài nha, chỉ là tưởng thôi, chỉ là một người con robot rồi. Đây Hưng, đánh bài nhá, đi đánh bài đi. Người thực hiện quả đá phạt cho đội khách là Thành Lương. Văn Quyết tiếp tục bóng được chuyển cho Thành Lương.